Rồi 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 này, nhảy dưới đi, bàn tay của bạc nơ, ra xe. Bây giờ thôi, bây giờ, ơi, gì vậy? Ui, nè các bạn thấy trong góc đó có gì không? Mấy các bạn tự nhiên cái tôi làm bạc nơ, các bạn kiểu như tay tôi nó thơm luôn các bạn ơi. Đây, các bạn, mình cho bạn xem nha. Từ lúc mà mình làm bạc nơ tới giờ, bằng mình mở ra được hai chiếc xe màu hồng từ cái hộp free các bạn ơi. Đây, vậy là tổng cộng là tôi có là 3 chiếc xe màu hồng các bạn, thôi chịu à. Thì đó, sau khi mà tôi được 3 chiếc xe màu hồng, cái tôi khoe với vợ tôi như mọi người đó. Đây, thì vợ tôi mới nhắn tin như thế này đó các bạn đó, thì coi chị nói không. Bả bắt buộc là tôi phải vô cái ạc mà tôi mở bằng được cho bả mọi người. Trời đất ơi, tôi không biết tôi cũng mở ra các bạn. Thì nói chung thì cái tay tôi mà sau khi làm bật nơ mọi người thì khá là may mắn. Ngày hôm nay thì tôi nghĩ là tôi sẽ vô ạc mã tôi mở thử như thế nào mọi người. Bả đi về này bả ngủ rồi các bạn. Rồi vô thôi. Nhon các bạn, thì tôi đã tele vô các bạn. Đây các bạn. Thì vợ tôi hiện tại đang có là 1.400. Nhưng mà bây giờ tôi trước khi tôi mở chiếc xe đó các bạn, bây giờ tôi làm cái này các bạn xem ha. Đây tôi cho các bạn coi cái này nha các bạn. Mấy bạn chỉ có quyền được quyền câu thôi chứ tôi họ chưa ai coi đâu các bạn. Rồi xem nha. Đây nè. Đây tôi cho các bạn biết lý do tại sao mà tôi full thẻ nhanh các bạn. Đây cho các bạn xem ha. Đây. Hiện tại là mình treo một map ở ạc chính nha mọi người nha. Một map ở ạc chính thì trong này thì có một bạn đang treo thôi. Thì map này cũng gọi là map trống đó mọi người. Đây. Rồi, đây là thứ hai của tôi. Đó, thì tôi cũng treo một cái hạt thứ hai nữa nha mọi người ha. Đây cũng map này luôn. Thì nó sẽ là không người là hai map. Chưa hết đâu. Rồi còn đây là hạt thứ ba nha mọi người ha. Hạt thứ ba thì tầng Yolo kè chai của tôi nè mọi người đó, thì map này cũng không người luôn là ba cái map trống nha mọi người ha. Dữ chưa? Rồi, bây giờ trước khi mở cái hộp kia bây giờ để tôi nhặt thử ở trong ba map trống này tôi sẽ tổng cộng tôi được bao nhiêu sao và bao nhiêu cái thẻ đó, tôi sẽ để bên góc màn hình cho bạn xem ha, cùng đếm sao coi. Nhặt ba map thì được bao nhiêu sao nha mọi người ha. Do bắt đầu nhặt nè. Thì hạt dạo tôi hiện tại là hình như bả nói hôm qua với tôi là hình như là 119 rồi. Ôi 118. Ồ rồi. Bây giờ các bạn cùng đếm sao tôi ba map sẽ được tổng cộng bao nhiêu sao nha. Rồi một cái thẻ đầu tiên. 1. Rồi bây giờ cái số sao đó mình sẽ để bên đếm bên góc màn hình cho bạn xem nha mọi người ha. Mình sẽ không đếm như đây nhưng mà mình đếm cái số thẻ thôi. Rồi một thẻ nè. Hai thẻ. Mà nãy hình như mình mở được cái thẻ vàng đúng không mọi người? Ồ, xịn nha. Đây rồi, đây là thẻ thứ ba nè các bạn. Đây là thẻ thứ tư nè các bạn. À, ngon chưa? Một mình thì nhặt thoải mái nha mọi người. Quá là xịn luôn mọi người. Thẻ thứ tư đúng không? Quá. Sao con trong cái map này nó có 4 thẻ à mọi người? Thôi chỉ qua các bạn. Ê, đây thẻ này là 5 thẻ nè. Trời ơi, tôi nhìn không thấy được các bạn. ok, 5 thẻ trong map này. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang map tiếp theo nha mọi người ha. Hai, đây là thẻ thứ 6. Ý, đây là thẻ thứ 7 nè, thẻ vàng luôn nha, lụm luôn. Thẻ thứ 8 nè. Bên đây là thẻ thứ 9. Thẻ thứ 10 nè. Rồi cái map này hết các bạn, thì một cái map như thế này thì nó rơi vào khoảng là 5 đến 6 thẻ nhưng mà người ha, nếu mà các bạn treo đủ thời gian. Thẻ thứ 11. Ở đây là 12 và cái bên và 13 các bạn ơi. Đây 12 nè. 13 nè. Bên này là thẻ thứ 14. Ồ, ngon rồi đó, 14 thẻ đó các bạn chưa? Này. Đấy còn 1 đến 2 thẻ nó mới đúng các bạn. Để tôi coi một hai thẻ nó nằm đâu nha. Đây một thẻ là thẻ thứ 15 nè. Thẻ thứ 15 còn thẻ nào không ta? Không lẽ có 5 thẻ là sao? Tôi nhớ là cũng nhiều mà. Ui, một cái thẻ gì đây? À một cái thẻ 4 sao thôi. Ok, 15 thẻ. À, đôi lúc nó sẽ có thẻ 3 như thế này nữa mọi người ha. Ok, đây rồi mình lụm cái này luôn. Lụm luôn nè các bạn đó, thì mình có ba tặng ba cái map trống nè mọi người nhé. Thì cái số sao các bạn thấy không, nó quá là nhiều đúng không các bạn. Đó, mình đi nhặt như này khoảng 5 đến 10 phút là mình đi nhặt một lần thì nó rất là nhiều sao đúng không các bạn. Thì hiện tại là vợ tôi đang 118 trên 120 mà bả đang có là 1.100 mấy thẻ. Bây giờ mình sẽ mở thêm hai két nữa các bạn nhé, để coi có ra hay không. Nếu mà không ra thì tôi quăng cho bả tự xử đi mọi người. Không ra thôi tôi cũng chịu luôn á, tôi mở cũng khá là nhiều gọi là két bên cái hạt của bả rồi mọi người.
Rồi, cái 500 đầu tiên của tôi đây là ra cái gì? Ra new đi Bali. Anh Bali bồ new giùm cái đi trời ơi, nhặt không trời ơi, không có new các bạn ơi, nhặt không gài mấy đi mà không new. Hầu trong cái két này á là 1 2 3 thẻ 5 sao cộng với 2 cái thẻ vàng nha mọi người ơi. Ok rồi, vậy tôi sẽ mở két 500 nữa các bạn. Két 500 này không lẽ nó căng hết sao? Không lẽ nó căng được 2 thẻ 5 sao luôn sao? Dễ gì được đúng không? Không có đâu. Ok, kệ, cũng mở đi, gán mở đi mọi người chứ sao giờ. Rồi, không có cái nào luôn các bạn. Nó có 1 2 3 cái thẻ vàng luôn các bạn ơi, 4 thẻ vàng luôn mọi người, nhưng mà 4 thẻ vàng 4 sao. Đó thì các bạn nào kiểu như đang thiếu thẻ vàng 4 sao thì nên mở két 500 nha mọi người, còn nào bạn thiếu nói chung là không biết, các bạn xui á, xui quá chịu rồi. Thì như các bạn đã biết các bạn, thì dạo của tôi các bạn, thì các bạn theo dõi nhiều các bạn cũng biết, thì bả chưa có xe nào là trên tốc độ mà trên 11 hết các bạn. Bả có xe cà rốt này mà bả không chịu, bả nói xe cà rốt xấu quá mọi người, xe này không đẹp á, thành ra là bả muốn lấy chiếc xe này các bạn. Đây, chiếc xe này hình như là mấy bạn nữ cũng khá là thích đúng không, nhìn nó cũng khá là xịn xò con bò nè. Bây giờ mình sẽ mở bên cái của vợ mình theo mọi người ha. Ok rồi, trước khi mở bây giờ tôi hợp cái này cái mọi người. Ê, có thẻ mới xuất hiện nè các bạn, thấy chưa, trong vòng các bạn tôi treo mà nói chuyện chút xíu rồi xuất hiện lại các bạn. Ồ vậy là nó thì trong vòng bởi gì đây là những đây là lý do mà sao mà tôi hoàn thành nhanh đó mọi người. Đúng trừ chơi chứ chịu khó xíu là sẽ được nha các bạn ơi. Rồi bây giờ trước khi mở thì tôi sẽ làm thủ tục các bạn, đó là xin tới cây cầu nguyện nha mọi người nhé. Hôm bữa tới cây cầu nguyện chiếc xe ra cái tới 11 chiếc xe đâu mà thôi chịu rồi. Rồi làm ơn cho con xin chiếc xe màu hồng cho vợ con đi, con vợ con đi chạy xe đi chơi nha con, cảm ơn ông thằng cây. Tứ này nhảy chứ, nhảy chứ, dưới đi bàn tay của bạc nơ ra xe bạc nơ hãy nhảy dưới đi. Rồi ok, are you ready, go. Một cái tủ kê. Go win cạc hả? Ôi ôi, cái kệ trưng bày dép các bạn, kệ này nhiều dép nhiều dài lắm nha, mà trong đây cái nào nó cũng xinh nha các mọi người. Ok tiếp theo ra xe đi, dừng luôn. Trâu hổ gã cái mắt phê đồ nữa. Trong đây đồ trong này cũng đẹp cái nè, xịn thế nha. Bạn có 8 vé mọi người, bạn có 8 vé thì nó kiểu như nó hơi lửng lửng đúng không? Đúng. Thôi bây giờ mình mở trước 10 vé, 10 hộp đi mọi người ha, để coi nó có ra hay không, rồi mình mở cái này sau nha. Ok mọi người ha, chu. Nãy giờ các bạn ơi, thì bây giờ thôi đi, bây giờ tôi sẽ mở 5 hộp đầu, còn 5 hộp còn lại tôi cho các bạn xem video của tôi, các bạn mở giùm tôi nha, các bạn chịu không? Rồi ok, rồi tôi mở 5 hộp đầu tiên nè. Vô, thường tôi nói vậy là kiểu như tôi không được hên mọi người, tôi sẽ nhường cái hên cho các bạn mở giùm tôi nha. Rồi, tím nữa hả? Tím nhiều ấy. Đâu rồi, 3 cái bóc phê đồ à. Nhà đâu, trời ơi, dễ dép nữa nè, trời ơi, nhà dễ dép hơi nhiều nha. Đồ cũng nhiều nữa đó, rồi hộp cuối cùng của tôi. Trời ơi, tôi ra tím hết luôn các bạn, nhưng mà ra 5 cái món tào lao không à, khó chịu rồi. Rồi, 5 hộp còn lại để dành cho các bạn mở cùng tôi nha. Các bạn mở cùng tôi bằng cách tạo bạn bấm nút like cái video này nha mọi người nha. Chô, rồi, đây, cho các bạn mở đây. Của các bạn đâu, hoặc của tôi đâu, nếu mà hên là cái viết của bạn. Rồi, cái viết của bạn ra được một cái kệ dép. Ok, tiếp theo. Một cái tủ kê sang trọng. Một cái thảm Fuchsia tỏa sáng. Một cái núi quà của Winscat. À mấy bạn tặng quà cho tôi đúng không? Giữ gì ta. Yeah. Cái cuối cùng của bạn mãi cho tôi đó là một chiếc gương toàn thân. Wow, xịn thế nhờ. Rồi bây giờ mình mở 8 hộp lẻ nha mọi người ha. Chịu rồi. Kia đi, xe đi mà. Xe đi. Mà các bạn tôi để ý như thế này nha. Hôm nào tôi mở được mấy cái xe free đó các bạn, là đa số là tôi mở bằng đêm buổi tối các bạn. Tôi mở xong tôi hay khoe với các bạn trong thành viên của team này, buổi tối buổi khuya mà 2-3 giờ không các bạn. Đó thì không biết giờ này mở có ra hay không, giờ này đang ban ngày ấy mọi người. Vô. Một cái gương.
Trời ơi, cái này cái gì vậy mọi người? Chiếc ghế tình yêu hả? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái này là cái sofa hả? Là sang trọng dữ chưa? Cái sofa kiểu này sao ngồi? Rồi, bả còn ít kim cương còn lại các bạn ơi, tôi mở 10 hộp nữa nha mọi người hả? Không ra thì tôi hôm nay thì các bạn cũng biết cái số phận của tôi nó như thế nào rồi đó mọi người. Thì chắc có lẽ thì tôi xin phép các bạn này, thì bạn nào nhà bạn nào đang có dư chỗ ngủ á thì các bạn nhớ cho tôi qua tôi ngủ ké nha mọi người nha, chứ không tôi ngủ gầm cầu á các bạn. Ừ. Làm ơn. Bli. Bla 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 cà na xí mũi. Đúng. Ra đây mà, đứng mà. Đứng. Trời ơi, sao khá kỳ tủ sách nhiều vậy? Rồi, còn 5 hộp còn lại thì tôi trông chờ vào các bạn thôi đó. Không thì các bạn chuẩn bị sẵn giường cho tôi nha mọi người nha. Không mấy tôi ngủ ở dưới cũng được nữa, không sao đâu. Có nhà là được. Trời ơi, sao ra hơi bị nhiều tủ rồi đó. Hả? À, nãy giờ 10 hộp là hình như là chắc cũng 7 cái tủ luôn các bạn. Trời ơi. Cứu tôi. Oh no no. Qua đâu? Trời ơi các bạn coi nè các bạn ơi, 10 cái hộp này nè các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái tủ, 2 cái thảm và 1 cái gói quà. Trời ơi là cái hộp này là xịn dữ chưa? Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Sao không cho ra xe vậy? Cái gì vậy trời? Ông ấy ngủ không cầu thiệt vậy ha? Thỉ nghỉ còn có 93 kim cương thôi, 1.400 kim cương. Còn 93 kim cương, còn trẻ không coi. Cái gì vậy trời? Là tay của bạc nơ dữ chứ. Không chịu rồi các bạn ơi. No, làm ơn. Bây giờ còn làm ơn gì nữa, đi rồi. Bây giờ thôi, bây giờ. Ê, gì vậy? Ui các bạn ơi, tôi hoàn thành tất cả thẻ hả? 5 sao vàng hả? Ui. Thì cứ gì mà mình cũng gỡ được các bạn ơi, mình lụm một cái thẻ chơi chơi thôi mà được 5 sao vàng. Vậy là lên được 119 rồi các bạn. Trời ơi, gỡ lại miếng cũng được. Trời ơi, quá dữ. Thôi chịu rồi, ta đã xé nhau. Chịu luôn. Đây là các bạn, gọi là chưa có phải gọi là xui lắm đâu các bạn ơi. Tại nó gọi là bàn tay vàng trong làng mở hộp cho mọi người ha. Thì mình không được cái hộp, không được chiếc xe thì mình được một cái thẻ vàng. Thì ngoài ra thì mình được cái này các bạn. Đây. Các bạn thấy tôi cầm giọt các bạn biết không? Đó nè các bạn thấy trong góc đó con gì không? Một cái con thằng lằn mới mọi người ơi. Wow, kè hoa thì thằng lằn như là bây giờ mình sẽ vô bắt nó nha mọi người. Mong là sẽ bắt được nha. Rồi tính ra là nếu mà như vậy tôi phải đưa thấp xuống các bạn. Kiểu như nó nằm trong bụi cây khó bắt các mọi người. Giật. Ui, mình đã bắt được con thằng lằn húng quế xanh cho vợ của mình mọi người. Xin thế nha. Đồ hồ tôi nói là không được cái này thì mình được cái kia các bạn ơi. Thôi các bạn thì coi như hồi nãy là, mà hình như hồi nãy tôi đi vệ sinh hình như là tôi quên rửa tay sao các bạn ơi. Rồi thì bây giờ chắc là mình đã dành mấy cái vé để kim cương bên cái hạt chính của mình mọi người. Đây chi để thứ năm để bạn sẽ ra một cái hộp mới hình như là liên quan đến cần câu hay sao mọi người, xong rồi ra thêm với những con cá bóng sáo và cá lấp lánh mới rồi cái kiểu các bạn hả. Thì mình sẽ đã dành mình mở cho bạn xem coi trong đó nó sẽ có cái gì nha mọi người ha.
Rồi thì bây giờ mình trả kèo cái mini game video ngày hôm qua hả mày ơi. Rồi mini game chúng ta ngày hôm nay thì mình vẫn có tặng cho các bạn luôn các bạn ha. Thì cái mini game thì là cái gì? Đó chính là mình tặng cho các bạn tất cả quà trong đây, trừ cái từ cái tóc này ra bạn nhé. Thì các bạn muốn nhận cái gì cũng được, trừ cái tóc này ra là cũng được nha mọi người ha. Rồi để tham gia cái mini game mình, cái bước đầu tiên các bạn phải like video này, đăng ký kênh và nhấn cái chuông các bạn nhé. Cái bước thứ hai thì các bạn để ra tên trong game của bạn kèm theo đi, nếu các bạn nào sợ xa tên nha mọi người ha. Rồi cái bước thứ ba thì nhận cái món gì cứ bình luận bên dưới nha. Rồi thì bây giờ mình chọn các bạn may mắn thôi. Thôi rồi chọn các bạn may mắn ở video ngày hôm qua đó chính là, ok, chúc mừng bạn bé gì đây, bé Mê Umigo hả? Ok, rồi tặng cho em cái áo trái tim mình phải luôn nè. Ok, chúc mừng em ha. Rồi mình tặng cho bạn luôn nha mọi người ha. Rồi chúc mừng em nè, tặng luôn. Ok các bạn, thì cái video game chúng ta ngày hôm nay thì vậy nha, mấy bạn nhớ tham gia mọi người ha. Thì nói chung thì ngày hôm nay thì tôi mở cho vợ tôi mở xe không ra, nhưng mà thôi được một cái thẻ 5 sao nè, một cái con bộ mới nè các bạn, một con thằng lằn húng quế các bạn đó ha. Thì hồi nãy á, thật ra là mình có mở cho bạn vợ mình được 77 kim cương bên cái này nữa mọi người, nhưng mình không quay các bạn xem đấy các bạn đó, thì lên được 180 các bạn thấy không, hồi nãy đâu có tới đâu bạn, là hồi nãy được 77 mà tôi không quay kịp quay được các bạn à. Bây giờ ê, có mấy cái giá vàng nè, tôi vớt cái nữa là tôi kết thúc video nha mọi người nha, để coi ba cái này có ra được cái gì không nha mọi người. Ý, có khi nào full luôn ta, vậy là không có rồi. 6 sao cũng được rồi, một thẻ vàng đây, một thẻ vàng bên kia, quên cửa tay rồi đó. Rồi giờ thì tạm biệt, bye bye.